Thưa quý vị, hôm nay mùng 8 tháng 3 và câu chuyện tối nay sẽ không gì khác ngoài chủ đề về phụ nữ. Nhưng mà chúng tôi thì sẽ không nói về những nỗi vất vả, sự hy sinh và cả sự thiệt thòi của các chị em. Bởi đó là những điều mà chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận từ trước đến nay. Câu chuyện hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ không nói tới những lời có cánh, bởi vì bản thân của chị em nhiều người cũng không thích nghe những lời mà được cho là hình thức này, nhất là trong ngày mùng 8 tháng 3. Vâng, và để quý vị không phải tò mò thêm về chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay thì tôi xin được tiết lộ ngay, đó là chuyện của những người mong được làm phụ nữ. Người ta vẫn so sánh làm phụ nữ sướng ít khổ nhiều, và nhiều chị em cũng vì thế luôn mong ước rằng nếu có kiếp sau thì nhất định mình sẽ làm đàn ông. Bởi cùng là kiếp con người nhưng đàn ông thì sung sướng đủ điều, còn đàn bà thì lại phải chịu nhiều cái khổ. Vâng, phụ nữ vất vả là điều tôi vừa nói là không bàn cãi gì nữa rồi. Thế nhưng mà vẫn có những người sẵn sàng đánh đổi và chấp nhận rủi ro để được sống cuộc sống của một người phụ nữ. Và tôi đang muốn nói tới những người chuyển giới. Và hy vọng rằng những chia sẻ sau đây của chuyên gia trang điểm Lê Duy, một trong những người chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam, sẽ giúp các chị em quý trọng hơn thiên chức được làm phụ nữ của mình và không còn suy nghĩ đổi phận làm đàn ông để sung sướng nữa. Chào chị Lê Duy, rất vui được gặp chị trong ngày 8 tháng 3 ngày hôm nay. Chúng ta chia sẻ một chút về ngày này. Vậy thì ngày 8 tháng 3 của chị Lê Duy thì có gì đặc biệt ạ? Chào bạn, chào khán giả VTC. Đối với Lê Duy thì ngày 8 tháng 3 cũng khá đặc biệt chứ. Duyên vì ngày này là Duy được rất là nhiều hoa cũng như là những lời chúc tụng rất là dễ thương. Bạn của Duy cũng như bạn trai của Duy cũng vậy nữa, chúc những cái lời nghe rất là dễ thương, rất là thích. Cho nên Duy rất là thích cái ngày 8 tháng 3. Dạ vâng, rõ ràng là không ai sinh ra thì được lựa chọn giới tính cho bản thân mình. Và với chị Lê Duy thì khi sinh ra mình là một cậu bé, những cái động lực nào, thôi thúc nào lại khiến mình trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như là ngày hôm nay ạ? Bạn biết không, hồi lúc mà Duy còn nhỏ đó, tuy là một cậu bé, thật sự là một cậu bé, nhưng mà Duy rất là thích chơi những cái trò con gái. Nhưng mà thật ra lúc đó Duy cũng không có phát hiện ra mình là thuộc gì giới tính gì cả. Nhưng mà lúc bắt đầu trưởng thành thì Duy mới phát hiện ra là mình là giới tính thứ ba, có nghĩa mình chỉ thích con trai thôi. Thật sự rất là hoang mang. Và từ đó thì Duy cảm thấy rất là lo lắng, cũng rất là yêu rất là nhiều anh yêu thầm. Nhưng mà không có được đáp lại. Nó có rất là nhiều cái để cho Duy quyết định mình phải đi tìm lại chính mình. Và cuối cùng Duy quyết định mình phải trở thành con gái. Nhiều người nói sinh ra là phụ nữ thì đã làm cái khổ rồi, phụ nữ thì phải gánh vác trên vai rất nhiều trọng trách, nào thì sinh con đẻ cái, mang nặng đẻ đau, rồi nuôi con, nội trợ, rồi việc nhà, việc nước. Thế nhưng lại có người khát khao chỉ để được trở thành phụ nữ thôi, và chị Lê Duy là một trong số đó. Với chị thì khát khao đó lớn lên trong mình mỗi ngày như thế nào, thậm chí đến cả bây giờ khi mình đã có thân hình của một người phụ nữ rồi. Thật ra Duy cũng nghe tất cả những người phụ nữ nói là một làm phụ nữ cũng rất là có một cái khổ. Nhưng mà đối với Duy thì đó là một niềm khát khao thật sự. Khát khao trưởng thành đó, Duy biết mình là con gái thì cho nên là từ cái chỗ đó Duy khát khao là được làm đẹp, được có một người đàn ông để mình săn sóc, nên cũng khát khao là ước gì mình được làm con gái để mình tự trang điểm cho mình đó, mình tự thiết kế cho mình những cái bộ quần áo mặc hay gì gì đó. Để mà cái ước mơ được làm con gái trở thành sự thật thì với chị Lê Duy thì phải chấp nhận hy sinh và phải đánh đổi những gì ạ? Lúc mà Lê Duy chưa có đi chuyển giới, chuẩn bị đi thì Duy cũng có tìm hiểu rất là nhiều. Khi mà chuyển giới về nó sẽ như thế nào, về sức khỏe hoặc là về cộng đồng người ta sẽ nhìn nhận mình như thế nào đó. Thì cũng có người nói với Duy rằng là những người đi chuyển giới về thì sẽ bị tổn thọ 10 năm, cộng đồng sẽ không chấp nhận. Thì lúc đó thì thật ra cái sự khao khát để làm con gái á, nó lớn hơn cái những cái đó. Cho nên rằng Duy nghĩ rằng là dù cho làm con gái một ngày là Duy chết đi, Duy vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù con đường đó nó có chông gai như thế nào, Duy cảm thấy rất là đáng. Qua những cái chia sẻ của chị Lê Duy, có thể thấy rằng là được trở thành phụ nữ là có niềm hạnh phúc mà có lẽ là không gì đánh đổi được. Vậy thì cuộc sống của chị Lê Duy mình đã thay đổi như thế nào từ khi trở thành phụ nữ? Rất là tuyệt vời. Từ cái sinh hoạt mỗi ngày, từ một cái khi sáng buổi sáng thức dậy, mình là một người con gái rồi à, thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Và hiện tại bây giờ thì Duy lại có một người chồng ở với nhau cũng 10 năm rồi. Sống với nhau 10 năm mà rất là hạnh phúc. Thì Duy cảm thấy rằng là cái sự quyết định của Duy rất là đúng đắn. Duy cảm thấy rất là hài lòng.
Vậy thì trong ngày 8 tháng 3 này, ngày mà dành cho phụ nữ chúng ta đấy, thì cảm xúc của chị Lê Duy như thế nào? Được trở thành là một người phụ nữ và mình được tận hưởng cái ngày này thật sự. Đó, tại vì trước đó thì ngày 8 tháng 3 thì mình chỉ là một cái người ở đứng âm thầm ở phía sau thôi, mình không có được mọi người chúc tụng. Đó, thì đó đối với Duy ngày 8 tháng 3 rất là hạnh phúc, rất là đặc biệt, trừ khi Duy trở thành một người phụ nữ thật sự. Dạ vâng, gần đây thì ngày 8 tháng 3 hay là ngày 20 tháng 10 thì trở thành cái ngày mà phải nói là hơi vui vui là khá căng thẳng cho các cánh mày râu, tại vì họ phải thực hiện trách nhiệm của mình. Thì quan điểm của chị Lê Duy về cái vấn đề này như thế nào? Duy không có quan trọng về cái chuyện đó. Đó, Duy với ông xã Duy thì ngày nào cũng như ngày 8 tháng 3 cả. Thật sự là đến với nhau bằng một cái tấm lòng chân thật á, tặng quà nó cũng chỉ là cái ngoài thôi, nó cũng về bên ngoài thôi. Cái quan trọng nhất là cái ở bên trong. Chị Lê Duy, mình đã từng trải qua cả cuộc sống của một người đàn ông rồi cuộc sống của một người phụ nữ. Vậy thì làm giới nào sướng hơn? Tất nhiên là Duy sẽ nói làm phụ nữ sướng hơn rồi, tại vì Duy, bản thân Duy rất thích làm phụ nữ. Đó. Cũng là người phụ nữ này, thế nhưng mà lại có người sướng, thì cũng có người khổ. Vậy thì theo chị Lê Duy, cái sự khác biệt này là do đâu? Và phụ nữ chúng ta thì nên phải làm gì để mà hưởng trọn vẹn cái ý nghĩa hạnh phúc của cái việc mà chúng ta được làm phái đẹp ạ? Ngày xưa Duy cũng hay lo lắng, hay suy nghĩ, hay cảm thấy ở sao mình không có được hạnh phúc hay gì đó. Thì nhưng mà sau này thì Duy có một cái ý định khác, có một cái suy nghĩ khác rồi. Cái hạnh phúc hay không là từ ở tâm mà nghĩ ra thôi, chứ còn làm đàn ông thì đôi lúc người ta cũng rất là khổ mà, đúng không? Người ta cũng nặng gánh gia đình, người ta cũng phải đi bươn chải kiếm tiền. Thì phụ nữ cũng vậy thôi, bên nào cũng phải có một cái khó khăn và cũng có một cái khổ riêng hết. Cho nên rằng là cái khổ hay cái sướng là do trong cái đầu óc mình, cái tâm mình nghĩ, mình biết bằng lòng với mình là được. Nãy chị cũng chia sẻ là ngày của mình thì ngày nào cũng như ngày 8 tháng 3 và rất tự yêu, chúng ta phải tự yêu bản thân mình nữa. Thì ngoài cái việc mà bắt đầu một ngày mới của chị Lê Duy, và trong một ngày đó thì thường là chị chăm sóc bản thân mình và hưởng trọn một ngày của mình như thế nào? Theo thói quen là bắt đầu bước xuống giường cái là tập thể dục, cảm thấy là người mình nó hoạt động, máu huyết nó điều hòa rồi đó. Thì Duy rất là thích buổi sáng, coi như là sẵn cái dịp này Duy cũng chia sẻ với các bạn gái luôn, là nếu như mà muốn mình có một cái làn da khỏe, một cái sức khỏe tốt á, thì mỗi buổi sáng gì đó Duy sẽ uống mật ong với là chanh đó, hai cái đó phối hợp với nhau uống với nước ấm, uống một cái ly rất là lớn. Rồi sau đó thì phải đánh răng rửa mặt ăn sáng, rồi bắt đầu có đi đâu thì make up nhẹ nhàng, hoặc có làm việc thì bắt đầu là trước khi ra đường là chống nắng. Đó, cái quan trọng nhất là kem chống nắng ra đường. Vậy thì trước khi chia tay chương trình ngày hôm nay, thì không biết là chị Lê Duy có lời nào muốn gửi gắm tới tất cả mọi người, đặc biệt là những chị em phụ nữ, những người đang ngồi trước máy thu hình, và cả với những người đang muốn đổi vận, đang muốn tiếp sau sẽ được làm đàn ông vì cho rằng là phụ nữ thì khổ quá. Hôm nay nhân ngày 8 tháng 3, Lê Duy cũng xin chúc cho tất cả các chị em nhà mình luôn luôn được xinh tươi, luôn luôn được hạnh phúc, và được luôn luôn được cánh đàn ông cưng chiều đó. Các bạn ơi, các bạn đừng có nghĩ rằng là đàn ông không khổ, là đàn ông thì cũng rất là khổ đó ạ. Tại vì thật ra đàn ông á, người ta khổ mà ta không có kêu, người ta khổ nhưng mà người ta giấu kín trong lòng, hoặc là người ta chịu đựng thôi. Như chị em phụ nữ mình á, khổ một tí là hay kêu, cho nên là đừng nghĩ rằng là làm đàn ông sướng nha. Mình đã là phụ nữ rồi thì hãy cố gắng làm tròn một cái thiên chức của người phụ nữ đó. Vì vậy cho nên là Duy chúc cho tất cả các chị em phụ nữ luôn luôn lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc và mạnh mẽ lên nha.